cái game của chúng ta vậy. Bây giờ để cho vào một cái này đang đề là 90. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thử lại 5 20, chạy thử lại. Nhìn sang trái sang phải, chạy ngon xuống dưới. Rồi à, các bạn thấy đấy, đáng nhẽ nếu như mà chúng ta chơi cái game này, khi mà chúng ta giữ phím sang bên trái hoặc bên phải thì cái này nó sẽ chạy liên tục như này, à, chạy liên tục như này, như đấy ta phải giữ. Nhưng mà đây thì người ta giữ chả có tác dụng gì cả. Hay là khi ta nhấn phím rơi xuống chẳng hạn thì tốc độ này nó chạy rất là nhanh, nó chạy veo 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 xuống dưới luôn, chứ nó không phải ta cứ phải nhấn liên tục nút như này thì nghe chừng nó không chuyên nghiệp lắm, mà nó cũng không giống game chúng ta chơi lắm, đúng không? Em bây giờ tôi sẽ xử lý cho cái thằng này, sẽ xử lý cái hàm để giữ phím cho nó chạy nhanh. Đấy. Đây ta sẽ không sử dụng là if, không sử dụng là get key down nữa, là chỉ sử dụng là get key thôi. Get key thôi. Riêng thằng up ta để là get key down, bởi vì là up ta phải nhấn từng cái một. Gọi lấy cái bàn phím này. Bàn phím của tôi đâu rồi? Lấy cái bàn phím ảo, chả mấy khi sử dụng bàn phím ảo, nằm đâu vậy? Ê mày nằm đâu vậy mày? Đây. À, khi ta nhấn phím mũi tên lên, à, giả sử chạy lại chương trình. Đấy, khi nhấn sang trái ta phải ấn nhiều cái mới được, nhưng ta giữ thì nó không được, đúng không? Xuống vậy. Đấy. Đây là ta lưu cái thằng này lại, save vào lại. Ta chạy lại này. Thì ta sẽ thấy ta giữ bàn phím trái. Ấy nó chạy ngay. Ấy nó chạy. Ấy giữ xuống này, ui mất, đúng không? Thế thì bây giờ nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề là khi ta nhấn phím này cái nó chạy luôn đấy, ta nhấc bàn phím lên rồi nó vẫn không chạy, nó không đứng lại. Bởi vì cái thằng get key này nó chỉ nhận cái sự kiện bàn phím, nghĩa là kể cả một cái quy trình, một cái quá trình mà nhấn phím ấy, là đầu tiên là nhấn phím xuống, sau đó trạng thái là đang nhấn phím, à đang phím đang được nhấn, và trạng thái thứ ba là trạng thái nhấc phím lên, đúng không? Trạng thái thứ nhất là nhấn phím xuống đó, trạng thái thứ hai là trạng thái nó đang được nhấn, và trạng thái ba là nhấc phím lên. Thế thì thằng này nó nhận luôn được cả ba cái điều kiện đó. Thế cho nên là nó không hiểu được rằng là, nó không nhận được rằng là tao đang nhấc phím hay là tao đang hạ phím, tao ấn xuống hay là tao đang bỏ ra rồi. Thế nên nó chạy veo phát thế này hết, chạy veo phát hết game. Đấy. Tôi chạy lại các bạn xem. Đấy. Đấy, cả là up lên rồi nó vẫn cứ chạy.
Đấy. Nên bây giờ ta phải có một cái, ta phải có một cái sự kiện là nhấc phím lên. Nhấc phím lên thì mày không được chạy nữa. Nếu mà ta giữ phím hoặc là ta nhấn phím xuống thì mày được chạy. Còn nếu mà ta nhấc phím lên rồi không bấm nữa rồi mà mày thì mày phải đứng lại, không được chạy nữa. Nên là ta sẽ giải quyết vấn đề này nhé. Vậy thì ta phải có một cái điều kiện ít cho nó ít nó là input. Nếu nếu mà đang trong trạng thái get cái up key up, có nghĩa là tao nhấc phím lên rồi thì mày không được chạy nữa. Key up, khi tao đã bỏ phím ra thì mày không được chạy nữa. Get key up cho thằng trái thì code chấm trái, hoặc là import cây code chấm đào thì nó sẽ phải làm gì? Muốn làm như thế thì ta phải có cái một cái biến là cho ta biết là ta đang nhấn xuống hay là ta nhấn xuống trong khoảng thời gian bao lâu. Thế thì ta phải viết thêm một vài cái biến, không viết thêm biến thì hơi bị khó sử dụng đấy, hơi bị khó chơi đấy. Viết thêm vào đây cái biến bin flash bin flash đang đang nhấn viết bằng chữ hoa nhìn như vậy, đang nhấn sang ngang. Đang nhấn sang ngang có nghĩa là ta nhấn mũi tên sang phải và sang trái thì nó sẽ có tốc độ chạy rất nhanh sang như thế. Lúc này ta sẽ phải kìm nén nó lại, đúng không? Kìm nén cái tốc độ lại bởi vì nó rất là nhanh. Bạn thấy này, khi nhấn nó chạy nhanh lắm mà ta muốn cái tốc độ nó chậm 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 thôi. Đấy, rất nhanh, ta muốn tốc độ nó chậm một tí thôi thì nó không có thể nhanh như vậy được. Nhanh như thế thì người ta điều khiển làm sao được, đúng không? Vậy thì ta phải biết là cái chữ không phải không, hình như là bàn phím hết pin, thay pin à.
0,05 đang nhấn xe ngang và tốc độ đi xuống dưới nữa, tốc độ xe ngang, tốc độ xuống dưới, đây là gõ đây này, tốc độ hình khối khi nhấn giữ phím sang trái phải, trái hoặc phải ha. Còn tiếp theo một cái biến flat nữa là đang nhấn xuống xuống dưới, nghĩa là nó đang di chuyển, nhấn như là đang cứ tạm hiểu nhé, đây là nhấn giữ phím xuống, kia cũng thế, nhấn giữ phím sang ngang cho tốc độ nó là 0.1, tốc độ thằng này nó chậm nó nhanh hơn cái tốc độ thằng này một chút xíu. Khi hình khối trôi xuống dưới lúc đang sự phím xuống. Đấy. Ngoài ra ta còn phải có một cái biến nữa. Thêm một cái biến nữa, một cái biến này nó là cái biến biến là biến nó delay đấy, nó khó giải thích nhỉ, nó delay cái phím bấm khi mình giữ phím xuống như này này, khi mình giữ phím xuống thì nó sẽ có một khoảng thời gian để nó rơi xuống này, đây này, này nhá, tích 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 đấy, tích 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 đấy, đúng không nhỉ, tích đấy, nó có cái thời gian delay đấy, đây. Giữ này, chạy này, đấy, nó ta sẽ làm cái đấy, nha. Thời gian phím, được rồi, flat, cái này khó giải thích thật nhỉ. Thời gian lặp lại nha. Thời gian lặp khi giữ phím đi, khi giữ phím ta cho nó bằng 0.2, bao nhiêu lâu thì nó lặp lại đấy. Đây là thời gian được rồi, cái tạm thế chưa hiểu, chưa biết giải nghĩa nó thế nào cho nó dễ hiểu, cái để đấy nhé, sau có gì tôi sẽ viết lại kiểm tra đây. Kiểm tra nhấn phím đó, sẽ là nhấn phím tầng này ra tự dưng lại lỗi, get key up được key down rồi, cái biến này nó chưa đâu vào đâu đúng không? Có thiếu gì nữa, thiếu một mảng đóng ngoặc. Tiếp tục chưa được, vẫn còn cần thêm một vài cái biến nữa, bây giờ ta phải thêm vào nó một cái biến nữa vẫn liên quan đến hàm thời gian này.
mỗi một lần nó trôi đi, mỗi một lần nó nhảy sang. Giả sử ta nhấn sang ngang thì mỗi một lần nó sang ngang thì nó lại phải lưu lại cái thời gian của nó. Đấy. Để nó còn biết để mà lặp ở bên trên này. Nếu nó vượt quá cái lặp này thì nó sẽ tự động nó nhảy sang. Nên ta vẫn phải có một cái thời gian sang ngang. Khởi tạo nó là bằng không. Một cái nữa là thời gian xuống dưới. Thời gian xuống dưới à, thời gian giữ cái phím nữa đấy. Phải có thêm một cái thời gian nữa là thời gian giữ phím. Mình giữ phím bao nhiêu lâu à, bao nhiêu lâu thì ta nhấc phím lên đấy. Loát cho nó một cái thời gian nhấn phím bằng không đi. Tạm thời thế đã. Bây giờ ta sẽ xuống dưới này. Ta sẽ xuống dưới này. Ta kiểm tra khi mà ta nhấn phím. Khi mà đã nhấc phím lên rồi thì cái thời gian di chuyển di chuyển sang ngang thời gian di chuyển thời gian sang ngang nó phải nó trở về không. Thời gian sang ngang nó về không, thời gian trôi xuống rơi xuống, thời gian rơi xuống nó cũng phải là bằng không. Và cái thời gian nhấn phím, thời gian nhấn phím nó cũng trở về là không, nghĩa là không có nhấn phím nữa. Nghe có vẻ được rồi. Bây giờ ta sẽ phải xử lý tiếp, ta sẽ phải xử lý tiếp cái phần sang trái sang phải này. Đấy. Đấy, xử lý tiếp phần sang trái sang phải này. Nhưng mà ta muốn biết được nó đang sang trái hay sang phải, ta cũng cần phải cho nó thêm một cái nữa là một cái biến nữa là biến di chuyển chiều ngang. Đấy, cho nó một cái nữa là di chuyển chiều ngang, một cái nữa là di chuyển chiều dọc. Đấy, cho nó biết được rằng là tao đang di chuyển cái chiều nào. Đâu rồi, sang trái thì nó chính thức là nó di chuyển theo chiều ngang. Thì đây ta sẽ bảo là có phải là bạn đang di chuyển theo chiều ngang không? Nếu đang di chuyển theo chiều ngang thì kiểm tra thêm thời gian bấm phím. Đấy. Nếu
biến thời gian lặp khi giữ phím. Thời gian lặp khi giữ phím. Và biến thời gian biến phím. Rồi. Giờ nếu như thời gian nhấn phím nó lớn hơn thời gian lặp khi giữ phím, đó. Thời gian nhấn phím mà nó nhỏ hơn cái thời gian lặp khi khi giữ phím, lớn hơn thằng này thì nó sẽ tăng, cái này nó sẽ tăng cái thời gian nhấn phím lên, thời gian nhấn phím lên một khoảng, khoảng time chấm time delta time. Nó cần delay đâu, nó phải return lại tên cho nó delay lại đấy. Thời gian di chuyển chiều ngang rồi tiếp tục nữa này, cái này là cái thời gian di chuyển theo cái chiều ngang, thời gian sang ngang, thời gian sang ngang, thời gian sang ngang này nó nhỏ hơn cái đang nhấn sang ngang, đang nhấn sang ngang nó nhỏ hơn cái thời gian này này thì lúc này thời gian sang ngang ấy, thời gian sang ngang ấy, nó sẽ tăng lên một quãng thời gian chúng ta tham và return lại đó. Ta thử xem nào. Nhưng mà đây chương ngang đo tổng thời gian sang ngang vẫn chưa được, chưa có tác dụng. Thời gian sang ngang yếu chưa được, chưa thấy tác dụng gì. Để tiếp L. Nếu mà cái thời cái di chuyển chiều ngang này, lúc này thì di chuyển chiều ngang này, di chuyển chiều ngang này nó là chính xác. Nếu không chính xác thì nó sẽ thế này, còn nó chính xác thì nó sẽ bằng chung. Bằng chung. Rồi. Lúc này thì cái thời gian sang ngang, thời gian sang ngang ta để làm bằng không, bình thường ta để làm bằng không, chạy lại xem nó có thay đổi gì không nào. Thời gian đó này, and thấy chưa, thấy chưa, sang phải thì nó rất nhanh, sang trái này đấy nó sẽ sang rất chậm đấy. Tốc độ của nó thì các bạn có thể thay đổi cái tốc độ nhanh hay chậm ở đây nhá, thay đổi bằng cái thời gian sang ngang này bằng một thì chẳng hạn, ôi xin lỗi,
Nhầm, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Dạ. Nào. Thời gian sang ngang. Thời gian sang ngang. Đó. Thời gian. Đó, nó chậm lại chưa? Chậm. Chậm. Rồi, cái chân nó nhanh lên một tí. À, không. Hai nó nhanh quá, xây vào vào chạy thử nào. À, nó tiếp độ nó vừa ý thì mình sử dụng đó. Ấy ấy, mình bỏ tay cái nó dừng ngay, nó phanh lại ngay đó. Ồ, nhưng mà tôi nhấn liên tục thì nó lại chưa có tác dụng. Tôi nhấn liên tục thì nó lại không có tác dụng gì. Thế mới gọi là dở. Tôi nhấn liên tục thì nó không có tác dụng gì. Tôi phải xem lại xem nào. Vì sao tôi bấm liên tục nó lại không có tác dụng gì cả. Đấy. À. Đây rồi, nằm ở đây. Lúc này ta quên cái phần di chuyển sang ngang. Ta cho nó bằng fold rồi. À, di chuyển xuống dưới, di chuyển chiều dọc, chiều ngang chiều dọc rồi. Lúc này thì nó mới hiểu được, không thì làm sao nó hiểu được. Lại thế nào, ấn liên tục đó, sao rồi, ấn liên tục đó, sao rồi. Giờ ấn giữ này, giữ chạy rồi, ok. Giờ tương tự ta làm cho cái phần di chuyển sang ngang. Giờ ta làm tương tự với thằng này và thời gian sang ngang là bằng không chấm phẩy. Rồi bây giờ đến cái thằng rơi xuống, copy luôn. Nào, bây giờ là thời gian nhấn phím, nhấn giữ khi nạp phím, thời gian sang ngang, thời gian rơi xuống, khoảng thời gian rơi xuống, thời gian xuống dưới chứ không phải là rơi xuống. Bạn ơi, đang nhấn xuống dưới à, đang nhấn xuống dưới rồi, thời gian xuống dưới, xuống dưới, đăng lên rồi. Và thằng này thời gian di chuyển sang ngang, di chuyển chiều dọc, di chuyển chiều dọc. Xin lỗi nha, tôi nghe điện thoại nhé. Rồi, ta tiếp tục. Bây giờ ta sẽ kiểm tra lại một chút xíu. Ta tiếp tục nha. Kiểm tra lại chút xíu nữa nha. Vừa làm gì đã quên rồi đấy. Kiểm tra xem mình đã làm đâu rồi. Giữ này. Quay này. Rồi, sang. Ấn liên tục à. Rồi. Xuống. Rồi, rồi. Lại một lần nữa, âm những rơi xuống như là, bây giờ nhanh thế, sẽ lại nào, thì rồi có tạo dừng được không nhỉ? À có, bỏ phí nó có phanh ạ.
Rồi, khá nhanh. Giảm tốc đi một tí. Thế nào? Đợi dàn sang nào. Đợi dàn sang dưới chậm nào. Đợi dàn sang nào. Đợi dàn sang dưới. Thế nào? Điện này có vấn đề gì không? Gắt kỳ. Rồi. Gắt kỳ up. Thì cột đảo rồi. Đúng rồi. Thời gian sang ngang, thời gian xuống dưới. Rồi. Sao mà lại phóng nhanh thế nhỉ? Cũng không phải không. Không phải không 5. Đấy, nhanh thế. Ơ, lại quen tay. Xem nào. Thời gian. Thời gian. Rồi, ok. Phanh được là được. Nó nhất cũng phanh được. Rồi. Thôi, bây giờ thì ta đã hoàn thành được xong cái phần điều khiển cho cái thằng này. Bây giờ ta phải làm tiếp một phần nữa, đó là làm cho thằng này nó khi nó rơi xuống đây thì nó phải sinh ra một cái khác ở trên này, nó làm nó lại tiếp tục, đúng không? Và khi nó rơi xuống nó chạm vào những cái thằng này thì nó phải dừng lại, thì nó phải xếp chồng đến nhau, đúng không? Giờ ta sẽ phải lập trình cái điều đó. Lưu lại đã. Đấy. Giờ ta sẽ phải sản xuất. Xóa cái khối này đi. Delete mày đi. Ta sẽ làm lại từ đầu. Đầu tiên ta sẽ phải có biên giới này nó sẽ sản sinh ra ở trong cái biên giới này một vài hình khối. Rồi, ta sẽ phải gọi các đối tượng ở trong cái mẫu vật này, gọi các đối tượng này. Nên ta sẽ phải khởi tạo các cái hình khối, gọi nó thì ta sẽ sử dụng đến một chuỗi chỉ đến đường dẫn của các cái khối này để sinh ra nó. Đó. Ta sẽ tạo một cái hàm thuộc dạng chuỗi, hàm này hàm tạo ngẫu nhiên gạch. Làm tạo ngẫu nhiên các cục gạch, đúng không? À, hàm này để tạo ngẫu nhiên các cục các khối gạch thì là cục như kinh vậy, các khối gạch. À, bắt đầu thế tiền là sẽ có một cái hàm random. Nó phải sinh ra một con số ngẫu nhiên, ngẫu nhiên số, và số ngẫu nhiên mình cứ thích biết nó hoa ngẫu nhiên này đó, đọc nó dễ. Số ngẫu nhiên sẽ bằng đó. Ở trong cái khoảng
nó có 7 khối hình, ta sẽ cho nó từ số 1 đến số 8. Đó, 7 khối hình cho từ số 1 đến số 8, cho nó chạy ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên này sẽ tạo ra các con số từ 1 đến 8. Tiếp theo nữa là ta sẽ gọi, tạo một cái biến, tạo một cái biến, biến như này là khối gạch ngẫu nhiên, khối gạch ngẫu nhiên. Rồi, tạo một cái khối gạch ngẫu nhiên này. Khối gạch này đầu tiên mặc định thì nó sẽ mặc định thì nó sẽ gọi gọi một cái khối hình nào đó ở chỗ này. Mình thích mặc định nó là khối chữ gì bây giờ? Khối chữ O nhé. Mặc định thì nó là khối chữ O. Ta sẽ gọi được cái đường dẫn của nó là đường dẫn là mẫu vật gạch chéo khối O, mẫu vật này, gạch chéo này, khối O. Rồi, mẫu vật gạch chéo khối O. Bây giờ ta sẽ tạo cái điều kiện, cái số ngẫu nhiên này nó bằng số nào thì nó sẽ nhảy, nó sẽ gọi cái khối gạch kia, nó sẽ gọi cái khối gạch này. Suy số ngẫu nhiên đấy, nó là ngẫu nhiên nó vào số nào thì nó sẽ sử dụng số đó. Ngẫu nhiên là một thì có cả cái này đi. Ngẫu nhiên là một thì nó sẽ gọi chữ O. Đấy. Ngẫu nhiên là hai thì nó sẽ là chữ Y. Ngẫu nhiên là ba thì nó sẽ gọi đến chữ T. Ngẫu nhiên là 4 thì nó sẽ gọi đến chữ J. Lại gọi điện, đợi tôi tí nhé. Rồi, bây giờ ta tiếp tục. Nào. Ngẫu nhiên là 5 thì J rồi này. L rồi. Ngẫu nhiên là 6 thì là chữ Z này. Ngẫu nhiên là 7 thì là chữ S này. Còn mặc định default, default thì nó sẽ là chữ O như bình thường. Đó. Cuối cùng return lại cái hàm, return lại cái hàm là khối gạch ngẫu nhiên. Xong. Tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ đến giờ ta sẽ phải gọi nó ở trong một cái hàm. À không,
không trong hàng, trong một cái thủ tục không? Trong một cái thủ tục public hiển thị gạch, khởi tạo gạch đi. Khởi tạo gạch, khởi tạo khối gạch. Đó. Khởi tạo khối gạch, ta sẽ phải gọi lên một cái game object, tạo một cái game object khối gạch. Bằng khởi tạo lên một game object ở một game object à. Sẽ gọi load lên cái khối gạch ngẫu nhiên, tạo ngẫu nhiên gạch. Rồi cái này nó còn một tham số nữa, tham số đường dẫn này, tham số style. Đây đây game object, tiếp theo cái tham số nữa cho cái thằng này transform, người ta gọi new vector chứ. Tọa độ của mày, tọa độ của thằng này lúc mình đặt vào là 5 và 20 đúng không? Tọa độ nó là 5 và 20 và 5.0 em và 20.0 em, một tọa độ. Phải làm một cái nữa để cho nó ra instant put instant. Nó quá unity in liên tì rồi đúng không? Chặt chưa? Tạo khơi cho một cái khối gạch hiện tại của dạng gì cũng thế. Bây giờ thì ta phải gọi cái hàm, bây giờ ta phải khởi tạo nên ta phải dùng start void start start khởi tạo luôn cái bọn gạch này, khởi tạo khối gạch đó. Xem thử qua lại đấy. Rồi, thế bây giờ ta sẽ chạy thử xem nào. Chạy thử. Like ơi.
chưa thấy nó đâu đúng không? Tạm thời dừng nó lại nhé, để tôi rồi chúng ta tiếp tục này. Vừa rồi là lỗi, cái lỗi đó là lỗi do chúng ta để cái thư mục mẫu vật này nó nằm ở bên ngoài cái set này. Chúng ta phải để cái thư mục đó, cái thư mục mẫu vật này nó phải nằm ở trong cái rect show này. Nếu mà để ra ngoài nó gọi không gọi được. Tôi cũng chưa biết tại sao, nhưng mà chúng ta cứ nên để cho vào đúng cái thư mục tiếng Anh của nó, sẽ đỡ bị không gọi được nhé. Giờ ta chạy thử. Rồi, lúc này nó đã gọi được rồi, đã gọi được khối rồi. Nhưng mà khi nó chạm xuống đáy thì cái này nó lại không tăng thêm, nó lại không tăng thêm cho mình. Đó nghĩa khi nó chạm xuống đáy thì nó sẽ có một cái khối khác nó phải được sinh ra. Thế vậy thì chúng ta sẽ phải viết tiếp ở trong cái phần nút điều khiển này. Khi rơi xuống chạm đáy thì nó sẽ phải sinh ra một cái khối gạch khác. Khi nó chạm đáy thì nó phải sinh ra một khối gạch khác. Vậy thì ta phải làm sao? Ta sẽ phải thêm vào cho nó một cái biến, à một cái điều kiện. Rồi. Rồi, nếu mà nó vượt biên rồi thì ta sẽ enable cho nó. Nếu mà chưa vượt biên thì tiếp tục rơi, còn nếu mà đã vượt biên thì nó sẽ không được rơi nữa. Pin chất tay cái biên giới hơi sợ. Khởi tạo đấy nhỉ, thế nó là cái gì? Khởi tạo khối gạch đó, ta sẽ phải khởi tạo khối gạch cho nó. Nếu nó đã vượt biên, đã đến biên rồi thì nó sẽ sinh ra khối gạch khác, và thằng này nó sẽ đứng lại. Chạy thử xem nào. Em xuống đấy, sinh ra rồi. Nó không xếp chồng lên nhau, đúng không? Giữ này, quay này, quay xuống rồi, xuống. Không xếp chồng lên nhau. Rồi, ok. Bây giờ ta sẽ phải phải làm cho nó phải xếp chồng lên nhau, không thể để kiểu này được. Nếu mà như thế thì trò chơi của chúng ta không bao giờ kết thúc. Giờ làm sao?